3, 2, 1, go kìa. Coi mami quậy quá kìa. Quậy quá quậy luôn, còn bắt thu quậy. Cậu té giật bỏ. Được cái kiểu gì kỳ vậy? Thôi thôi, anh làm thay ra chứ. Chuột cái kiểu gì, dịnh dịnh. Cái này người Việt Nam mới thấy tiếc đó nha. Rồi vô.